Rồi, giờ tớ hướng dẫn cho cậu cách tải một video trên mạng bằng Chrome cộng. Cậu click đúp vào biểu tượng Chrome cộng. Rồi. Cậu để ý ở bên phía tay phải có một cái biểu tượng ở bên phía tay trái này, có bên trên có một cái biểu tượng Chrome cộng thì cậu ấn vào đấy. Rồi, cậu sẽ chọn cài đặt. Rồi, cậu quận nó xuống. Ở dưới thì nó có chữ hiển thị cài đặt nâng cao thì cậu ấn vào đó. Rồi xuống dưới một đoạn nữa thì có chữ tải xuống, thì ở cái chữ vị trí tải xuống này nó sẽ hiện ra một cái địa chỉ thư mục mà cậu lưu cái video vào đấy, thì cậu có thể thay đổi thư mục này tùy theo mình muốn cho vào ổ nào cũng được, hoặc như tớ thì tớ thường cho ra desktop cho dễ tìm, thì cậu ấn vào desktop hoặc là cậu sẽ tìm một cái thư mục của cậu nha, ấn lại desktop chẳng hạn, rồi ấn ok. Rồi rồi bây giờ sẽ đi tải, ví dụ giờ tôi sẽ ví dụ tải một cái video trên Ruby hoặc là bất kỳ trên trang web nào cũng tải tương tự như thế. Ví dụ một video nhé. Rồi, ví dụ video này chẳng hạn. Rồi. Ví dụ video này chẳng hạn thì cậu sẽ nó sẽ hiện ra một cái biểu tượng như thế này cho cậu, thì cậu ấn vào biểu tượng đấy. Rồi. Sau khi ấn biểu tượng đấy thì nó sẽ ra chữ phim và đây là video cậu cần tải về. Thì đây là đuôi MP4 này, HD này, thì cái dung lượng của nó thì nó sẽ chỉ ra cụ thể ở đây là 49,5 MB này, thì cậu chỉ cần ấn vào tải xuống thôi. Thế rồi ở dưới đây nó sẽ hiện ra tải xuống, và sau khi tải xong thì cậu ra cái vị trí cậu lưu thư mục, cậu sẽ mở ra video là xong đó. Còn tải nhạc các thứ cũng tương tự như tải video này, cũng ấn vào cái biểu tượng này là xong rồi, ok.